Vào hôm 26 tháng 1, ông Andrew Bailey, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Anh FCA. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình ở cương vị mới, thì ông Bailey cho biết sẽ không tiếp tục những chính sách khắc nghiệt của người tiền nhiệm. Phát biểu tại Diễn đàn Tài chính châu Âu do báo Financial Times tổ chức tại Dublin, Ireland, ông Andrew Bailey cho biết triết lý hoạt động của ông sẽ không giống với người tiền nhiệm Martin Whitley. Ông Whitley trước đây đã từng có những ý muốn và chính sách khá khắc nghiệt áp lên hệ thống tài chính Anh, chẳng hạn như ý định cấm tuyệt đối các sản phẩm tài chính rủi ro. Chính những chính sách khắc nghiệt này đã đẩy ông ra khỏi vị trí giám đốc FCA hồi mùa hè năm ngoái. Ông Bailey nhậm chức trong giai đoạn mà FCA đang xuống tinh thần. Nhiều chính trị gia đặt nghi vấn liệu kho bạc nhà nước và Ngân hàng Trung ương Anh có đang can thiệp quá sâu vào hoạt động của FCA.